Ví dụ một Tìm hai số Biết hiệu của chúng bằng 120 Và số bé bằng 3 phần 5 số lớn Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Cái số lớn trừ cho số bé Bằng 120 Hiểu không? Hiệu hai số tức là số lớn trừ số bé bằng 120 Và Số bé bằng 3 phần 5 số lớn Có nghĩa là gì? Có nghĩa là số bé 3 phần thì số lớn là 5 phần như vậy giơ ra lên nếu như em hiểu hiểu không? hiểu thì ra lên được chưa rất là dễ đúng không nào bây giờ nhìn này vậy đây thầy sẽ có một cái sơ đồ như sau này bởi vì số thầy dựa vào đây này số bé bằng 3 phần 5 số lớn đấy thấy không thấy chưa thấy chưa thì khi đó số bé sẽ là 3 phần và số lớn sẽ là 5 phần như vậy. Thế còn 120 này chính là hai phần này. Bởi vì nó chính là hiệu mà. Giơ tay lên nếu như em hiểu. Giơ tay lên nào. Ok chưa? Hiểu không? Tuyệt vời. Rồi. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là cái số lớn hơn số bé này là hai phần đúng không? Đúng chưa? hiểu chưa? Số lớn hơn số bé 2 phần. 2 phần này chính là 120. Đấy, tuyệt vời chưa? Vậy thì 1 phần tức là giá trị 1 phần sẽ bằng 120 này chia cho 2 và bằng 60. Khi đó chúng ta sẽ tìm ra được số bé cho thầy. Đó là giá trị 1 phần là 60 nhân với số phần. Đúng chưa nào? Số phần của số bé là 3 phần Vậy 60 x 3 bằng 180 Và số lớn sẽ bằng là 120 cộng với số bé 180 Và bằng là 300 Hoặc chúng ta có một cách khác đó là Lấy giá trị một phần là 60 nhân với 5 5 ở đây chính là số phần của số lớn 5 phần và chúng ta được số lớn là 300 và đáp số số bé 120 số lớn 300 giờ ta lên nếu như em hiểu nào hiểu chưa ok không? Giờ ta lên. hiểu không? wow tuyệt vời yeah. xuất sắc, sắc.